Ok và hi, xin chào tất cả các bạn quay lại với channel của mình. Mình là Spin Gamer và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập thứ 2 của 70 Ngọc Rồng Dragon Ball. Quên tên rồi. Ok và mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình với cả anh Quang bộ đỏ, Quang đồ đỏ, Quang ship đỏ, Quang cái à nhập. Quang Hồng, siêu nhân Hồng. Ok. Và mình check cái map xem có thêm nhiệm vụ gì nữa cả. Ở dưới này à? Oh. Mình có máy này. Cái này như kiểu phương tiện đấy. Được đấy. À đến bên này. Đây trên này. Nhìn trông có vẻ cool vãi, cool ngầu vãi. Đấy, phanh này. Ok, đây có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Piccolo à? Hello. Gì đây? Nó dạy mình ông Piccolo này sẽ dạy mình vài chiêu gì đó. Hình như là thế. Từ từ để mình bật nhạc lên cho nó sống động. Bật 500 nhạc. Đâu nhỉ? Đây. Đó, ok. Và bây giờ mình phải phải đánh nhau à? Ok, đánh thì đánh, ngại gì mà không đánh. Ngại gì mà không đánh. Oh. Hello. Yeah. Bitch. Sorry bro. Người dậy bị ăn đòn này. Ok. Đánh giá vài chiêu nhá. Nữa nè. Ui. Bay luôn kìa. Dạ. Ui cho, ui, skin đẹp vãi. Rơi luôn rồi. Ok. Very well. Nghĩa là ông ấy bảo mình là đánh rất là hay. Đánh không kịp tỉnh luôn. Ok, và hình như là mình đã nhận được một tuyệt chiêu gì đó của Piccolo. Tôi đoán bạn rất là khỏe. Ok, bạn là đã có chiêu thức của tôi. Và dù sao tôi xin lỗi. What the fuck, xin lỗi gì vậy? Ok. Rồi. Dậy thêm à? Ok. Ở đâu cái này rồi mà. Ok thôi, bỏ đi. See again. Để xem quanh đây từ. Đây để xem trên này có gì nào. Yamcha. À Yamcha. Yo. Hello. So you tell about. Ok. Dạy tí chiêu thức nào. Fake dead. Giả chết à? Vãi. Ma dạy chiêu thức giả chết á? What the hell? Ok. Mình phải đấu với cả Yamcha. Mình có skin giả chết đúng không? Fake dead. Đó.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Đang test skin mà. Đang test skin mà. Ow, ow. Oh, what the hell. Đấy, giờ đánh trả này. Giờ đánh trả này. Ai, ai. Vãi. Đằng sau nè. Đá nè. Khỏe phết chứ đùa. Hello. Shot, shot, shot. Bắn nè. Đau không? Vãi đầu hàng luôn à. Ok. Ok, và Yamcha đã đầu hàng luôn rồi. Ok, ok. Như vậy mình đã có skin giả chết. Không tồi đâu, không tồi. Tất cả gì nó không tồi. Và có tất cả ok. Chenmi. Dạy thêm skin nào. Listen 1. Ok. Dạy thêm vài đường nào ông tướng. Gì đây? Ô, mình phải dùng combo à, mở tất cả. Spin kick, zit, what the fuck. Ok. Mình dùng chick à. Ăn đi. Hello. Chết nè. Úi xôi. Đau không? Đau không nè. Bắn nữa nè. Ủa. Đá nè. Đá nè. Đau không? Ôi 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 ôi. Đánh hôi. Đi đấm nè. Nhưng mình phải luyện cái skin gì giống trong hình lúc đầu thì phải. Từ từ. Từ từ đã nhá, từ từ đã nhá. Ơ, đã bảo từ từ rồi. Tôi đã bảo từ từ rồi. Sập luôn rồi. Lại giả chết à. Ok. Học skin kiểu skin giả chết xong rồi phản đam luôn. Ok. Vanh S luôn. Thì mình làm rất tốt. I'm proud of you, Lin. Ok, cảm ơn. Và bây giờ có lẽ mình phải tìm những người khác để mình học thêm skin thì phải. À dạ, hút ngay vào cây. Để đi xuống bên dưới này xem. Đây. Offline quest. Đây rồi, nhiệm vụ. Ok. Bây giờ mình sẽ có nhiệm vụ gì đây? Đây là nhiệm vụ. Đây.
Cái vụ này trước. Being a time. À, cái này mình ấy rồi mà. Ở đâu? Hình như là chưa. Ok. Vào. Đây. Để chọn đồng đội à? Hay là mình chọn mình đi. Goku. Cả Gohan. Đấy, chọn hai bố con đi theo. Ok, start battle. Bây giờ mình phải đi kiếm cái gì đó mà. Ồ, dưới này. Ấn số 1 để dùng máy định vị. Ok, nhặt đồ. Tìm tiếp nào. Oh. Ok. Dưới kia kìa. Dưới kia có cái gì đó. Ok. Rồi. Ấn tab lên á. À, item có hai cái. Mình không biết mình nhặt được cái gì luôn. Ok. Ô, có một cánh cổng mở kìa. Ok, vào thôi. Goku đâu? Đây à, nó đi theo mình. Đây rồi, chui vào. Ok, bây giờ mình tiếp tục sẽ dùng kính máy định vị, à đâu, máy mình không rõ là máy gì nữa mà là nó kiểu là cái máy quét ấy. Đấy, quét năng lượng của Goku này. 4.000. Thằng con thì 4.900. Thằng cha thì 4.700. Thằng con khỏe hơn thằng cha. Phải. Ôi gặp Krillin. Krillin bị thương này. Không biết bị ai đánh. Ok. Bây giờ mình phải cứu Krillin. Rồi. Đi theo Moa. Cảm ơn. Tôi cần cái đó. Ok. Hình như lúc nãy là mình nhặt hạt đậu thần thì phải. Hình như là như vậy. Mình đã cứu sống Krillin. Có quái này, có kẻ địch ấy. Nó đâu rồi? À đây. Mày ơi. Ôi, hai thằng nó quay đánh rồi. Chết chưa? Chết chưa? Một thằng. Ok. Đây còn đứa kia. Vừa hết rồi. Ok, ở đằng kia có cái gì đó. Ok, dùng máy quét. Ở đằng kia nó như kiểu ở dưới kia có gì kìa. Hình như con địch. Ai đây? Có con địch này. Điếc. Quái vật màu xanh. Chết chưa? Mày là bưởi. Dạ. Chết chưa? Chết mẹ. Ồ, nó né kìa. Né được mãi không? Ok, KO. Quái vật màu xanh đã bị hạ gục. À, mình
dùng máy để tìm kiếm thêm. Không biết có cái gì đằng kia. À đây, dưới này có ba người này. Ok, ai đây? You've been challenged by time. Tức nghĩa là mình có cái thử thách kiểu như thử thách luyện tập à? Bạn có đồng ý không? Yes. Ok, mình sẽ đấu với ba người này. Ucho. Ôi, mình bắn trượt à? Chúng được 7 hit. Anh xé hà bưởi, xé hà bưởi. Chết chưa nè, KO nè, một mạng, một người đã bị hạ. Mọi người đâu? Mọi người đang đánh nhau ở đằng kia. Mình sẽ đến giúp họ một tay, hoặc là mình đứng mình nhìn. Đứng hóng chuyện. Hỏng hết phát này. Cố lên Goku. Ok, bạn gái kia đã bị hạ rồi. Để xem à. Ôi, bên kia lại có đánh nhau kìa. Ra hóng. Hỏng hết đấy. Để cho mọi người đánh. Mình đứng nhìn thôi chứ không. Mình đánh mang tiếng bắt nạt. Ủa sao ba đánh một thế? Ok, một phụ luôn cho nó nhanh. Ok. Sorry bro. Ok, bây giờ xem có ai không. Ở dưới kia có người kìa. À đâu, dưới này là Ender Kai. Good job kid, you really plan house. Xuống nước cho mát. Ô, hình như mình có quân địch ấy. Warning. Ô, Yamcha với cả Tenshi Hang này. Ôi, giờ mình phải đánh nhau bọn này á. Sorry nhé. Đấy, hôm nay ông dạy mình skin mà bây giờ mình phải đánh nhau. Ai, chà. Đau mày. Ui, mà đỡ được kìa. Đỡ hả bưởi. Đỡ hả bưởi. Kéo luôn. Ai cả. Đằng sau nè. Ok, một người đã đi. Giờ đánh nhau cả Tiên Sinh Hân. Mình giải quyết luôn cho nhanh. Ok.
KO. Được rồi. Ok, và mình sẽ đi tìm cái gì nữa đây. Hoàn thành rồi. Clear. Oh, yeah, xong nhiệm vụ. Oh, level up rồi này. Mình đang ở level mấy đây? Level 4 à? À đâu, hay level 5? 4 hay 5 ta? Ôi, mình nhận được cái gì này? Smell mix. Năng lượng. Ok. Hey there, glad you back. Bạn nghĩ sao về nhiệm vụ đầu tiên? Thấy là rất là hay. Nhiệm vụ rất là hay. Hay. Ok. Và tập 2 của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn coi video của mình thì cũng đừng quên để lại một like, một đăng ký nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn tập 3.